Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Siêu Xế Cò Hải Dương. Và trong ngày hôm nay là ngày 26 tháng 10 2017, bọn em đang về một mẫu xe mới tinh tinh tinh. Đó chính là một mẫu xe Hyundai Neon. Đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Nhìn sơ qua chiếc xe này thì nó khá là giống với Hyundai i10. Nhưng chiếc xe này thì nó thua Hyundai i10 là ở cái kính gương sau của nó vẫn là gương quay tay. Và một mẫu xe và có cái máy là động cơ 3 máy thôi. Và cái máy này nó là 0.8. Chính vì vậy là mức tiêu thụ của chiếc xe này nó chỉ rơi vào tầm 4,5 lít cho đến 5 lít trên 100 km. Đây cũng chính là một mẫu xe mà cũng khá là hợp lý để anh em cũng có thể mua về đi trong gia đình hoặc là cũng có thể đi chạy dịch vụ. Bởi vì tại sao? Chiếc xe nó cũng khá là nhỏ gọn và thiết kế cũng rất là nhiều cái đường nét, nó đẹp, nhìn nó rất là nhỏ gọn, rất là xinh xắn. Và nó cũng rất là hợp lý để cho chị em nào mới tập lái xe hoặc là đi chưa hạng thì chúng ta có thể đi trên chiếc xe này. Nó nhìn nó rất là nhỏ gọn, rất là dễ đi và dễ lái. Mình thác qua thôi thì chúng ta có thể nhìn thấy Hyundai Neon. Vâng, một mẫu xe, nhắc đến từ Hyundai thôi chúng ta có thể biết được cái cốt lõi của chất lượng dòng xe Hyundai. Nó cũng ngấm vào máu, cũng ngấm vào tim của người Việt Nam ta thì khá là nhiều. Nhất nó không khác gì dòng Vios. Nhất qua nhìn rất đẹp. Thì đối với dòng xe này thì là một mẫu xe là cũng có khá là nhiều anh em mà chọn chiếc xe này về để chạy taxi cũng như là chạy dịch vụ. Nhưng trước mặt chúng ta đây thì chiếc xe này là hoàn toàn một chiếc xe mà không taxi, không dịch vụ, hoàn toàn một chiếc xe gia đình. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ lướt qua vào phần nội thất và phần máy. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng lướt qua về phần thân vỏ xe để nó thiết kế nó đẹp như thế nào. Lướt qua chúng ta có thể nhìn thấy đây, mắt đèn nhìn nó dài từ ngoài vào bên trong và tất cả các đường vân của nó thiết kế lồi ra, nó tạo cho chiếc xe có những cái đường nét rất là đẹp. Nhìn ở bên phần dưới này nó không có cái nẹp gì trang trí nhưng nó tạo ra một cái hốc nó hơi lõm vào một tí, tạo cho chiếc xe nó có một vẻ gì đó nó thể thao, nó hơi vuốt về sau tí. Còn đây ở hốc sau cánh cửa bên phụ thì nó cũng thiết kế một cái đường vân nhìn khá là đẹp. Còn gì đây, mắt đèn nhìn xe, mắt đèn là rất là to, đèn phanh xi nhan và lùi, tất cả mọi cái thiết kế rất là ok. Vâng, đây thì tay nắm cửa nó thiết kế một chút gì đó nó giống như rất là đẹp, đúng không ạ? Đây là một chiếc xe mà nước sơn zin là vẫn hoàn toàn nguyên bản đời 2012. Đăng ký là đầu 2013. Thì chiếc xe này mới đi được 4 năm thôi cho đến ngày hôm nay thì sơn zin và tất tật tần tân. Hẳn còn mới tanh nhồng toành. Lốp hẳn mới cả dàn. Thiết kế khá là nhỏ gọn và đẹp mắt. Rất là ok. Vâng, một mẫu xe Hyundai Ion sản xuất 2012. Số sàn máy 0.8. Tiêu thụ nhiên liệu rất là đáng nể, cực kỳ ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội thất xe để chúng ta khái quát qua phần nội thất xe nó thiết kế như thế nào. Và chiếc xe nó cũng có chìa khóa là hoàn toàn chỉ có đóng mở cửa bằng điện thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ mở khóa ra để chúng ta khám phá phần bên trong nội thất xe. Em sẽ mở tất cả cánh cửa ra. Vâng, bước vào nội thất thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay là đúng là mẫu xe Hyundai nó thiết kế cực kỳ đẹp,
nhìn nó giống như một cái con robot. Nhìn phần đầu xe, phần tắp ni nó thiết kế, nói chung là nhìn là nuột. Để mà so với Kia Morning hoặc là các dòng xe khác Matiz, Spark nhập khẩu đời 2012-2013 nhìn không ăn lại được với dòng Hyundai này. Đúng là Hyundai Ion nó nhìn nó đẹp, nó đẹp thật sự. Và các bác có thể nhìn thấy trần đây, là chiếc trần của xe nhìn nó còn mới như thế này, bảo sao mà không khuê, đúng không ạ? Vâng, tất cả các giày che mưa nhìn đèn đóm, tay nắm cửa, mọi thứ nhìn thơm nguyên mùi nhựa. Đây nhìn các bác này, nhìn thấy lại, úi giời ơi, mới quá, mới quá là mới, chỉ 180 triệu thôi. Xe 5 chỗ không phải là xe van 2 chỗ gì nhá. Các nhìn thấy nhựa xe nhìn mới toanh toành. Vâng, hai bên cột đèn mới và đẹp, đẹp tuyệt vời. Còn chỉ với cái số sàn này thôi, các bác có thể nhìn thấy là cù số, tay nắm cửa nhìn mới, vô lăng có trang bị thêm một túi khí rất là nuột, đồng hồ thiết kế cũng khá là ok, kim nhiệt, xăng cộ, đồng hồ hoàn toàn mà điện tử hết sạch, không thiếu một thứ gì. Thì bác, các bác là có thể nhìn thấy là phần tắp ni xe đây, nhìn nó mới như thế này thì chỉ thiếu mỗi là cái ni lông bọc vào nội thất thôi là nó hoàn toàn để có thể dám so sánh các con xe mới bây giờ. Thì nhựa xe gì mà nhựa xe thì sáng choang như này, kính chỉnh điện hai bên, cái hốc để chúng ta có thể để chai nước và phúc nước. Nên nhìn tôn vỏ xe keo chỉ, cái quấn quận quanh xe thế này, do tất cả mọi cái này nhìn ui dồi ôi, do không tí bẩn nào cả, đúng là một chiếc xe gia đình khác hoàn toàn với con xe đã chạy taxi dịch vụ. Thì đây cũng là nhìn ui dồi, chốt cửa rồi là tem mác nhìn nó còn nguyên bản. Ghế thì hoàn toàn là ghế cơ thôi, các bạn có thể nhìn thấy nội thất thì hơi bị rách một tí thôi, nhưng mà không sao, dù sao thì nó cũng là xe đã qua sử dụng rồi, nhìn khá là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy cũng là cái tôn vỏ sơn zin, kính sau, kính quay tay rất là an toàn, quay tay mà không lo bị hỏng. Vâng, một câu nói rất là quen thuộc, chúng ta cứ quay tay không sợ bị hỏng gì cả, bằng cơ mà. Đấy, khi cái ghế này mà chúng ta ngồi vào đằng sau thì nó có một cảm giác cực kỳ thoải mái, bởi vì chiếc xe này nó thiết kế là khá cao, chính vì vậy hai đầu gối chúng ta ngồi nó không bị quá trùng mà vô cùng thoải mái, ngồi êm ái chắc chắn, xe chạy cũng được, gầm chắc máy chất. Chung một con xe với tầm tiền 180 triệu thôi thì thực sự ra là khó để mua chiếc thứ hai trên thị trường Việt Nam ta trong thời điểm năm nay. Đây là chiếc phần hốc xe, nhựa xe nhìn tuyệt vời. Ngay bây giờ em sẽ cùng nổ máy lên để chúng ta có thể nghe được tiếng máy và chúng ta có thể tham quan được cái máy xem nó như thế nào. Nhưng mà phải mở cho anh em xem cái cốp của xe con này như thế nào. Cốp thì bạo động cơ. Đây em sẽ giật cốp ra để cho anh em có thể nhìn cốp xe. Vâng, nhìn cốp xe khá là rộng, không giống như Morning. Được, tôn vỏ nhìn bên trong còn nguyên. Đây, đinh tán, các bác có thể nhìn thấy đinh tán rồi lại, ui dồi ôi, nhôm nhiếc. Đây, phần trên này chúng ta cũng thể được vô số đồ đạc nhé. Phần trên này để được khá là nhiều đồ đạc, khoang xe cũng có thể để được bao thóc đấy chứ. Ra qué để nhiều. Đây, chúng ta nhìn đấy, xe cua tất cả mọi cái nhìn ok, thoải mái, vô tư để được rất là nhiều đồ. Và các bác có thể nhìn thấy nhựa đây, xanh nè.
đóng nhẹ thôi, nó đã đóng lại rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng đề cái máy này lên và cùng cảm nhận về chiếc xe này. Vâng, chỉ cần đề nhẹ thôi là chiếc xe nó đã nổ lên rồi. Vâng, hiện tại là chiếc xe nhìn đã chạy được 13 vạn, cũng một chiếc xe gia đình nhưng mà cũng đi cũng không quá ít và cũng chẳng quá nhiều đâu. Tất cả các núm điều hòa vẫn còn hoạt động nguyên bản. Pha nóng khi chúng ta bật lên ấy là một nguồn hơi khá là ấm, nó đã phả vào rồi. Chúng ta bật lạnh như thôi. Nhìn bật gió to lên, nhìn gió nó rất là mạnh. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng gió của nó không ạ? Nó thổi vù vù với một chiếc xe mà nhỏ gọn như này thì nó chỉ mát trong vòng khoảng 1 phút thôi là đã mát rượi cả khoang xe lên rồi. Dù là thời tiết thì còn nắng cho đến mấy, chỉ cần một tí thôi là nó đã mát lên rồi. Chúng ta cùng nghe âm thanh nguyên bản. Vâng, âm thanh nghe được chất, nghe rất to. Một con xe khá là nhỏ gọn mà nghe to như thế này, sao lại tuyệt vời đến thế. Đây, vô lăng nhìn rất là nuột nà và trơn tru mới được. Để đối với chiếc xe này thì gương thì hoàn toàn là chỉnh cơ, anh em có thể nhìn thấy gương chỉnh cơ hết. Kính thì hoàn toàn hai phần trước là nâng hạ kính, nâng lên cực kỳ nhẹ nhàng mà không vấp một tẹo gì cả. Vâng, rất là trơn tru, đúng là một con xe đẹp như xe nước. Giá chỉ có 180 triệu thì rất là hợp lý để cho anh em có thể đi trong khu thành phố đông đúc nhất. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng đi đến về phần khoang máy xe để chúng ta có thể nhìn thấy được một chiếc xe 2012 đến bây giờ nó còn zin như thế nào. Vâng, trước mặt chúng ta đây là một chiếc máy gồm có 3 máy và 0.8. Nhìn nó thiết kế khá là nhỏ gọn, máy nổ êm, nó hơi rung rung tí thôi. Máy thì thật ra máy 0.8 thì nó sẽ rung tí rồi, nhưng mà vì đơn giản là nghe êm. Và đây là một chiếc máy mà em cam kết với tất cả mọi người là hoàn toàn zin nguyên bản từ mới cho đến ngày hôm nay, là hoàn toàn chưa được rửa và bảo dưỡng cái khoang máy một tẹo nào, bụi bẩm và tất cả mọi cái chấm nhà sản xuất hay như là từng con ốc nó hăn còn zin đen đen đẹp, không thay bất cứ một cái gì cả. Bởi vì dòng này nó rất là lành máy, anh có thể chạy 5-10 năm nữa thì vẫn cứ vô tư mà chạy thôi, không phải sửa chữa gì cả. Nhìn máy nổ rất êm, nghe êm tai, thiết kế khá là đẹp. Vâng, thì đấy là tiếng máy của xe. Thì gầm con này thì em đã chạy và từng cảm nhận. Với máy 0.8 thì nó không được chạy, không được khỏe được như các dòng xe 1.6. Nhưng nó lại có một được cái vận tốc, khi chúng ta đạt được tầm 80 km trở lên thì chúng ta đi trên đường cao tốc thì êm du. Chúng ta đi lên trên đường bằng phải nói là êm du. Và gầm chiếc xe này thì các bác nhìn thấy ngay ba bu lê, nhìn nó thẳng tắp từ đầu đến đít, không có một chỗ nào cong vênh cả. Lốp mới cả dàn. Em sẽ mở tất cả cánh cửa ra và quay một vòng về nội ngoại thất xe này để anh em có thể nhìn lại một lần cuối. Thì anh em có nhu cầu mua thì hãy liên hệ em theo số điện thoại 0966668121, địa chỉ xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và thông báo với tất cả anh em là tất cả các mẫu xe mà em đang bán thì hoàn toàn là ở nhà em cả. Không có cửa hàng, không cửa hiệu, không mất phí nhân viên và cũng không mất phí mặt bằng. Chính vì vậy những cái phí đấy là em trừ hết vào tiền xe. Nên các bác có thể mua được những chiếc xe giá cả cực kỳ hợp lý. Chúng ta cùng ngắm lại một vòng quấy để chúng ta có thể kết thúc cái video clip này.
một mẫu xe về mới nhất trong ngày, mới nhất trong ngày. Và cũng là một mẫu xe nhìn bản thân bọn em đánh giá là hợp lý nhất từ trước đến giờ đã từng mua được. Đẹp, tuyệt vời, nhỏ gọn, xinh xắn, nhìn được. Nuột nà rất là ok. Thì lần nữa cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã click vào video này. Và đừng để quên lại một lượt đăng ký kênh và một lượt like để ủng hộ kênh. Và các bác sẽ đăng ký kênh để được theo dõi những mẫu xe mà bọn em cập nhật về mới nhất theo ngày tháng, giá cả hợp lý nhất, để anh em có thể mua được những chiếc xe mà không bị đắt quá để vào so về giá. Vâng, rất cảm ơn anh em đã click vào video này và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Lần nữa cũng xin cảm ơn anh em, và em sẽ kết thúc video clip này.